thì nên tự kiểm tra cái máy rót, máy rót chai. Thấy đẹp, thấy bằng hầm nhiệt đỡ. Rồi, cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha, chào tạm biệt mọi người. Bên kia là dàn rót bình nè, nhiệt rót bình, bình rót chai luôn đó. Mình đây là dàn làm bình, bình làm chai rất là sạch sẽ, ngăn nắp. Nhà máy quá đẹp luôn. Mình chỉ là khâu vệ sinh mình. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh, chào tạm biệt mọi người.